Ngày 22 tháng 10, công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Cẩm Phượng, 60 tuổi, ngụ xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, Trà Vinh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bà Phượng là nghi phạm trộm 100 cây vàng của dì ruột. Theo thông tin ban đầu, ngày 17 tháng 10, công an Trà Ôn, Vĩnh Long tiếp nhận tin tố giác tội phạm về việc bà T, 87 tuổi, ngụ xã Hữu Thành, Trà Ôn về việc bị mất trộm tổng tài sản gồm vàng nữ trang và vàng miếng vào khoảng 100 lượng. Theo bà T, số vàng trên được cất trong tủ nhiều năm, gần đây bà T mở tủ lấy giấy tờ mới phát hiện bị mất không rõ thời gian mất bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 19 tháng 10 lực lượng công an xác định nghi phạm là phượng cháu kêu bà T bằng gì tại cơ quan công an phượng khai nhận đã trộm số vàng trên vào khoảng tháng 7 năm 2023 tiến hành khám xét chỗ ở của phượng tại xã lương hòa a châu thành trà vinh lực lượng công an thu giữ nhiều vàng nhiều hóa đơn bán vàng có tổng số lượng hơn 50 lượng vụ việc đang được công an tỉnh vĩnh long tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật cơ quan khí tượng nhật bản thông tin Đêm ngày ngày 21 tháng 10, áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Chami. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 75 km/h, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3 đến 4 m. Cơ quan khí tượng nhận định, khoảng ngày 25 tháng 10, bão có khả năng di chuyển vào biển Đông. Sáng nay ngày 22 tháng 10, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội cho biết nhà trường đang thực hiện thủ tục thu hồi bằng cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng Anh hệ đào tạo từ xa đã cấp cho ông Vương Tấn Việt. Kết quả xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Vương Tấn Việt cũng đã thừa nhận việc này. Ông Vương Tấn Việt cũng đã thừa nhận việc đó và tự nguyện giao nộp các văn bằng để xử lý theo quy định. Ngày 22 tháng 10, thông tin từ công an Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm, 33 tuổi, ngụ Dương Minh Châu, Tây Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán các pho tượng cổ giả. Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ Võ Văn Kiên, 34 tuổi, ngụ Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh là đồng phạm với Nguyễn Trí Tâm để điều tra hành vi tương tự. Bước đầu, Kiên và Tâm khai nhận đã bàn bạc, thống nhất tìm mua các bức tượng đồng Đức Mẹ Maria, Thánh Giêsu với giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng rồi tự chế tác thêm các chữ. Số ngày 24 tháng 12 năm 1728, vàng 14K để ngụy tạo nguồn gốc tượng là đồ cổ, làm bằng vàng, bạc có giá trị cao. Hai bị can này tìm đến các giáo sứ, Nhà thờ công giáo để lừa bán lại với giá từ 15 đến 20 triệu đồng tượng. Hai bị can này khai nhận từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, cả hai chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng 2 tỷ đồng. Lê Thị Thanh Thảo, 42 tuổi và đồng phạm nhận là chủ thầu hải sản lớn, có thu nhập cao, để vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt. Ngày 22 tháng 10, Lê Thị Thanh Thảo, 42 tuổi và Thiều Thị Thu, 53 tuổi bị công an Phú Yên tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, để có tiền tiêu xài và trả nợ, hai người này bàn cách tiếp cận những người có tài sản ở huyện Tuy An thị xã sông cầu huyện đồng xuân để vay mượn tiền rồi chiếm đoạt cả hai dùng tên giả xưng làm nghề buôn bán hải sản có đất đai cần bán hoặc đang chuẩn bị làm đám cưới cho con cái để vay tiền hứa trả lãi cao ban đầu thảo và thu trả nợ đúng hẹn để tạo lòng tin sau đó mượn số tiền lớn hơn để chiếm đoạt theo cảnh sát từ năm 2023 đến nay hai người phụ nữ đã chiếm đoạt tổng cộng gần 3 tỷ đồng của nhiều người viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về hành vi nhận tiền để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm xe cơ giới các bị can bị đề nghị truy tố gồm Bùi Minh Kiên, SN 1981, nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm 2911D. Đỗ Công Thành, SN 1995, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2911D từ tháng 6 năm 2023. Trần Khánh Dương, SN 1985, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 2911D. Nguyễn Sĩ Tuất, SN 1982, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2911D và ba đăng kiểm viên gồm Đỗ Công Thành, 1995, Nguyễn Nga Việt, 1985, Lê Xuân Luân, 1988. Quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Về số tiền hưởng lợi, Bùi Minh Kiên khai được chia khoảng 200 triệu đồng, Trần Khánh Dương được 300 triệu đồng, Phạm Văn Bính 200 triệu đồng. Tổng số tiền các bị can nhận của chủ phương tiện để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm là gần 1,3 tỷ đồng. Một ô tô lao xuống vực sâu ở đèo Bảo Lộc khiến tài xế tử vong và người nữ đi cùng bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 10 trên đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân tử vong là ông V, 38 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, còn bà T, 39 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, bị thương nhẹ. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô 5 chỗ rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, thuộc địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Cơ quan chức năng lập tức huy động lực lượng đến hiện trường cứu hộ. Chiếc ô tô rơi xuống vực sâu khoảng 50 m trong tình trạng hư hỏng nặng. Các chiến sĩ cứu hộ dùng xe thang, cáng và dây kéo chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, hai nạn nhân trong xe được đưa ra ngoài. Trong đó, nạn nhân nam là ông v đã tử vong còn bà t bị thương nhẹ mở cửa phòng karaoke nhân viên phát hiện ba khách nằm trên sàn xung quanh nhiều vết máu trong đó hai người đã tử vong khoảng 15 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 nghe tiếng động mạnh trong phòng hát số 1 nhân viên quán karaoke ở thị trấn khe xanh huyện Hương hóa mở cửa và phát hiện sự việc công an huyện hướng hóa đưa ba người đi cấp cứu xong chị hồ thị hoài thương 45 tuổi và ngô quang sơn 54 tuổi cùng thị trấn khe xanh đã chết trên người nhiều vết thương ông hoàng văn phi 49 tuổi trú ở khối 3 a thị trấn khe xanh bị thương nặng được chuyển về bệnh viện huyện công an thị trấn Khai xanh công an huyện hướng hóa đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân sáng ngày 22 tháng 10 phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành công tác khám nghiệm và đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai người tử vong bên trong căn nhà cho thuê ở xã thanh đức huyện long hồ theo thông tin ban đầu 17 giờ ngày 21 tháng 10 người dân phát hiện chị c 1992 và anh t 1989 đã tử vong trên người chị c có vết dao cắt tiếp nhận tin báo công an huyện long hồ đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường tử thi để phục vụ công tác điều tra người dân địa phương cho biết hai người nói trên thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng